Chào các bác nhé, hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W các bác nhé. Bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W thì tiện thể này là có khách đặt cái đóng gói để test bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W này để giao cho khách, thì em làm video để giới thiệu cho các bác cái bộ combo trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W. Thứ nhất em giới thiệu các bác là bộ trạm phát điện năng lượng 2000W này, thứ nhất là gồm cái trạm của bác này, nhất là gồm cái trạm bác nhá. Đấy, cái trạm này là 2000W này. Đấy, bộ chuyển đổi inverter 2000W tích hợp sẵn trong này này, hay là cái lượng pin lưu trữ bác nhá. Pin lưu trữ là 240Ah. 240Ah các bác nhá. Đấy thì nó lưu được khoảng tầm 2.8 điện. Đấy 2.8 điện. Đấy, và cái thứ hai nữa là tấm pin thì bác khách nhà bác yêu cầu sử dụng 3 tấm 150W bác nhá. 3 tấm 150W. Đấy thì để tiện về sau nhu cầu là có thể tăng tấm pin lên, bác yêu cầu lắp thêm một cái cổng tủ có cái điều khiển sạc PWM các bác nhé, 60A, điều khiển sạc PWM 60A, đấy thì hợp sẵn trong hộp này rồi. Đấy thì là hôm nay em sẽ phép test cho các bác là cái bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W này. Đấy, thì với cái bộ trạm phát điện mặt trời 2000W này thì các bác có thể sử dụng các thiết bị có công suất nhỏ hơn 2000W. Đấy, tất nhiên mình chỉ nên khuyến cáo là các bác sử dụng với công suất là khoảng tầm 1 ký 7 ký 6 ký 7 đổ lại thôi các bác nhá, thì chạy được ok. Đấy thì hôm nay em xin test cho các bác là cái đầu tiên là cái nồi cơm điện các bác nhá. Đây nồi cơm điện thì hôm nay em test nồi cơm điện nhỏ thôi. Đấy nồi điện này rất là nhỏ thôi. Đấy nồi điện thì chạy ok các bác nhá. Nồi điện này thì có công suất có một gia đình nhỏ ăn 600-700W thì nó khoảng tầm 600-700W khoảng tầm 3-4 ngày ăn là ok bác nhá. Đây em test các bác nồi cơm điện, nói chung nồi cơm điện bộ này thì chúng ta không bàn nữa. Đấy cái thiết bị thứ hai em test là cho các bác là test công suất lớn hơn, tức là cái ấm siêu tốc 1800W các bác nhá. Đây ấm siêu tốc này, em giới thiệu các bác này, ấm siêu tốc 1800W bác nhá. Đấy em dùng cho các bác thấy luôn này. Đấy bộ ấm đây là ấm siêu tốc 1800W này bác nhá, đây là ấm siêu tốc 1800W này. Đấy thì giờ em test cho các bác luôn để xem chạy cái thiết bị này như nào, để nó có ok không được nha. Đấy khởi động đấy, các thiết bị đây là cái bộ trạm phát 2000W này thì là gồm nút nguồn khởi động này, đấy các nốt sử dụng điện 12V này, đấy cái cổng tẩu sạc này, đấy hệ thống đèn led các bác này, đấy, đèn led để cảnh báo là ok nhá. 6 cổng nạp USB và 2 ổ cắm điện ra 220. Đấy bây giờ em test cho các bác là ấm siêu tốc của bác này. Đấy ấm siêu tốc 1800W bác nhá. Đấy bác thấy chưa, đấy là ok luôn này. Đấy, ấm siêu tốc là 1800W là chạy là ok đấy các bác này. Đấy, em cho ít nước để em cắt thử không? Đấy, cắm một cái là nó đây nó sôi các bác nhá, chuẩn bị sôi rồi. Đấy thì trong quá trình chờ sôi em giới thiệu thêm một số chi tiết nữa. Thì với bộ trạm này các bác có thể sử dụng là quạt chiếu sáng, tivi tủ lạnh. Đấy các bác có thể nấu cơm ấm siêu tốc. Đấy các bác có thể nấu được bếp từ các bác nhá. Tức là miễn là sao tổng công suất của các thiết bị của cái bộ này các bác là nên sử dụng khoảng tầm 1 ký 7, đấy, khoảng tầm 1 ký 7 ký 8 đổ lại các nhá. Thì tất nhiên là nếu trong trường hợp đặc biệt các bác có thể sử dụng đủ 2 ký thì vẫn ok đấy nhá. Thì quá thì nó sẽ hệ thống sẽ tự ngắt, nhưng mà chỉ khuyến cáo các bác sử dụng là khoảng tầm 1 ký 8 thôi, khuyến cáo các bác 1 ký 7 ký 8 đổ lại thì nó chạy rất chịu ok bác nhá. Đấy các bác này thấy là đã sôi này, nó sôi rồi bác này. Này bác nhá. Này thấy chưa? Này bác nhìn này. Sùng sục luôn bác này, thấy chưa? Đấy, em cắm ít nước để em test thử thôi. Đấy thì là chạy ok. Thì với cái bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W này thì trong cái video trước thì em đã test trên kênh YouTube hoặc là TikTok, em đã test thử là chạy điều hòa các bác nhá, chạy điều hòa 12.000 là chạy ok bác nhá. Đấy, chạy ok. Tất nhiên là với cái lượng pin lưu trữ này thì nếu các bác sử dụng buổi tối thì nó xem khoảng 2.8 thì các bạn chỉ chạy khoảng 2-3 tiếng thôi, là tiền thì nó hết điện. Hết điện các bác nhé. Tất nhiên là trong trường hợp các bác sử dụng nhiều hơn thì các bác nối thêm bình lưu trữ ở ngoài. Đấy, còn tất nhiên ban ngày thì nó sẽ hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng cái điện do tấm pin sinh ra. Các bác nhé. Nên các bác khi các bác nối nhiều tấm pin thì chạy thì là ok. Đấy. Thì riêng cái tấm pin thì đây em giới thiệu các bác này. Đây là 3 tấm pin nối song song với nhau các bác nhé. 3 tấm pin 150W nối song song với nhau. Thì chạy qua một hộp tủ điện có cái điều khiển sạc PWM là 160A. Thì với cái điều khiển sạc này, đấy thì theo nhà sản xuất thì các bác có thể nối được là 6 tấm. Các bác nhé, các bác có thể nối được
5 tấm 150W. Tất nhiên em chỉ khuyến cáo các bác sử dụng khoảng tầm 4 tấm đổ lại với cái điều khiển sạc này. Tất nhiên là nếu mà các bác sử dụng tấm to cũng ok nhé. Các bác sử dụng tấm to thì các bác có thể là sử dụng con điều khiển, thay con điều khiển sạc PWM này bằng con điều khiển sạc MBBT được nhá, chạy ok. Đấy. Thì là trong video này em chỉ test cho các bác là hai thiết bị cơ bản lớn thôi, là nồi cơm và ấm siêu tốc. Còn lại những thiết bị máy khoan này, máy bơm này hoặc tủ lạnh thì em đã test ở cái video trước rồi, chạy kể cả điều hòa chạy rất ok, không có đề gì bác nhá. Đấy, rất ok. Thế thì ngoài ra bên Bách Anh TV, Bách Anh Solar, Bách Anh thì có một số cái combo khác từ cái bộ nhỏ, ví dụ như là 300W này, 400W. Đấy, 600, 800, 1000, 1200, 1500 và 2000. Và một số cái bộ lớn hơn, có thể từ 3 đến 5 kg đều là đầy đủ cái bộ cái phân khúc chạm phát các bác nhá. Nó cực kỳ tiện dụng. Thì với cái bộ này thì là 2000W này thì cái trọng lượng của nó nhá, trọng lượng của nó khoảng tầm 20 cân các bác nhá. Trọng lượng đầy đủ của cái chạm này là khoảng 20 cân, tức là đầu cái hộp chạm thôi, chưa bao gồm tấm pin các phụ kiện bên ngoài. Kích thước chạm nó là 40 phân các bác nhá, à 45 phân. Kích thước là dài là 45 này, ngang là 22 và cao là 22. Các bác nhá. Đấy là cực kỳ là hữu dụng cho các bác sử dụng. Ví dụ các bác ở khu vực mà chưa có điện, hoặc là các bác làm trang trại, hoặc các bác đi du lịch xách đi xách lại đều rất chịu ok. Ngoài các bác sử dụng là tấm pin các bác nhá, tấm pin để nạp, các bác có thể sử dụng sạc từ ô tô, các bác có thể sử dụng từ cổng sạc ô tô nhá. Và cái thứ hai các bác có thể sử dụng từ sạc điện lưới. Đấy, ở dưới thì em để trong nhà thì không mang ra đây. Thì một số video trước thì có cái cổng sạc ô tô rồi, à, cổng sạc từ điện lưới rồi, cực kỳ ok các bác nhá. Đấy, thì video ngày nay thì tiện thể em test bộ này để giao cho khách, thì em làm video để giới thiệu cho các bác cái bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W. Video ngày nay em sẽ kết thúc tại đây. Chào và hẹn lại các bác ở video tiếp theo.